Tại Đà Nẵng, một người phụ nữ 42 tuổi lợi dụng lòng tin của nhiều người đã lừa mua đất, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng tiền cọc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định bà HBN sinh năm 1960 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng và bà Huỳnh Thị Bốn sinh năm 1980 trú quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng có mối quan hệ quen biết với nhau từ năm 2016 thông qua nhiều lần giao dịch mua bán bất động sản. Qua các lần giao dịch mua bán đất thành công nên bà N có sự tin tưởng đối với bà Bốn. Từ năm 2021 cho đến nay, lợi dụng sự tin tưởng của bà Bốn đã nhiều lần nhận tiền đặt cọc mua đất của bà N với tổng số tiền 9,05 tỷ đồng, sau đó mang đi tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cũng tiếp nhận thêm nhiều đơn tố giác bà Huỳnh Thị Bốn về cùng hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vay mượn tiền thông qua chiêu thức tương tự với số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân khác.